Cambrix CXNV2 Streaming DAC đáng mua nhất của năm. Trong nhiều năm liền, Cambrix CXN và thế hệ mới nhất V2 liên tục được xướng tên trong danh sách các đầu streaming DAC tốt nhất, đáng mua nhất. Thành quả không tưởng này là sự kết hợp giữa triết lý Cambrix tồn tại hơn nửa thập kỷ cùng với tính nhất quán trong sử dụng, ổn định thân thiện khi vận hành và tất nhiên phải kể đến chất âm hiếm thấy trong phân khúc tầm trung. Ngay từ ngoại hình, Cambrix CXN V2 đã được mức độ cân bằng ấn tượng giữa mỹ thuật thiết kế và công năng. Màn hình 4,3 inch bố trí ở trung tâm mặt máy dù không quá lớn nhưng nhờ công nghệ OLED giúp hiển thị bìa album và các thông tin liên quan đến trách nhạc rõ nét. Phải khẳng định rằng Cambrix CXN V2 là một đầu streamer rất mạnh và ổn định. Không chỉ stream nhạc từ Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Qbird, Tidal mà thiết bị này còn hỗ trợ cả Chromecast. Ngoài ra, ứng dụng Stream Magic cũng được chúng tôi đánh giá cao về giao diện và độ ổn định. Về tính năng, Cambrix CXN V2 sở hữu một gói các thiết bị đầu streamer, đầu DAC, USB DAC và Digital Preamp. Mạch giải mã DAC của thiết bị này cũng khá đặc biệt, nhất là trong phân khúc giá. CXN V2 dùng đến hai chip Wobson WM8740, upsampling tín hiệu đầu vào lên mức 24 bit 384 kHz rồi mới tiến hành giải mã digital to analog. Chất lượng trình diễn của Cambrix CXN V2 ở một đẳng cấp cao hơn so với các đối thủ, đặc biệt ở khả năng tạo được độ sâu của sân khấu và chất âm analog.